quay trở lại với kênh YouTube của Tây Siêu. Hôm nay mình mời các bạn cùng với mình vào bếp làm một cái món vô cùng đặc biệt, đó là món bò kho cà rốt. Vâng, và để làm ra món bò kho cà rốt, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: thịt bò kho, thịt phi lê 500g các bạn, và tiếp tục là một quả cà rốt và xả để mình phi thơm chung luôn. Và nguyên liệu là nước một trái dừa. Thành phần gia vị đi kèm gồm có tỏi để mình phi thơm, hành, và đặc biệt nguyên liệu không thể thiếu đây, đó là nước sốt bò kho và nước sốt cà ri và dầu ăn để mình phi tỏi. Ok, rồi bây giờ mình tiến hành bắt đầu vào làm thôi mọi người ơi. Bây giờ các bạn lấy cho mình miếng phi lê bò nha. Đây, các bạn lấy cho mình con dao, các bạn cắt. Các bạn cắt khúc nha các bạn. Tùy theo khẩu vị của từng người, có người thì nếu mà bạn nào mà muốn ăn cắt nhỏ thì mình cắt nhỏ. Thịt bò ngon quá các bạn ơi. Wow, ngon quá. Rồi bây giờ mình cắt nhỏ các bạn ơi. Gia đình mình thì mình cắt khúc thôi. Đây nè, các bạn cắt khúc cỡ cục như vậy là vừa nè. Khi mà mình hầm lên á, là thịt bò nó sẽ rất là ngon. Rồi bỏ qua một cái tô. Gần xong rồi mọi người ơi. Rồi ok, như vậy là đã xong rồi. Ở đây thì mình cũng đã cắt sẵn một mấy miếng rồi các bạn ơi. Bây giờ tiến hành mình đổ vào. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình á, ở đây là nước sốt bò kho nè các bạn ơi. Các bạn đổ hoàn toàn nước sốt bò kho này vào nha. Với 500g thịt bò phi lê thì nước sốt bò kho này với là nước cà ri để khoảng chừng 10g thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình đôi đũa, mình trộn. Bây giờ mình trộn nhé mọi người ơi. Thơm quá, đầy đủ gia vị mọi người ơi. Quá thơm luôn. Mình trộn đều cho hỗn hợp gia vị nước sốt cà ri với sốt bò kho ngấm đều vào. Thì trong cái nước sốt này là người ta có nêm sẵn gia vị rồi, các bạn không có cần phải bỏ thêm gia vị vào nha. Mình chủ yếu là mình trộn đều cho cái hỗn hợp nó ngấm vào với nhau. Khi mình đem đi hầm nó sẽ có cái độ màu và cái mùi thơm nó hòa quyện lại với nhau rất là ngon. Rồi bây giờ cái này thì các bạn ướp cho mình khoảng chừng 30 phút rồi mình mới chuẩn bị mình đem đi xào thịt bò nha. Các bạn ơi, bây giờ đã hết thời hạn 30 phút. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bước vào xào thịt bò. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một chén dầu ăn nha các bạn. Các bạn đổ vào nè, chảng chảo cho nó đều nha mọi người. Sau đó các bạn cho mình hết cái đĩa tỏi vào nè các bạn. Mình làm nhanh gọn nè các bạn. Xào cho nó thơm nha các bạn ơi. Cho tỏi cho nó vàng, nó thơm. Đây là được rồi các bạn ơi. Bây giờ tiến hành mình cho cái tô thịt bò vào nha các bạn, mình xào. Wow, ngon quá. Đây đủ hương vị lên. Mùi khói bốc lên. Hương thơm bay khắp nhà luôn. Bây giờ các bạn xào
cho mình là khi các bạn quan sát là mình cảm nhận cái thịt bò, cái miếng thịt bò nó co lại là được. Các bạn cứ đảo đều tay nha, cho gia vị nó ngấm vào thịt bò. Khi mà miếng thịt bò nó co lại là vừa. Là lúc đấy mình tiến hành, mình cho nước cốt dừa vào, mình hầm. Các bạn ơi, bây giờ là thịt bò mình xào sơ qua nãy giờ, cái miếng thịt bò nó đã co lại như thế này nè các bạn. Bây giờ mình tiến hành á, mình cho nước dừa vào. Mình đổ nguyên một trái dừa này các bạn. Đây các bạn đổ nguyên trái dừa vào cho mình nha. Wow, vô cùng béo luôn đó các bạn ơi. Rồi, xong rồi. Rồi bây giờ mình lấy đũa, mình đảo đều á. Rồi các bạn lấy nắp đậy lại cho mình nha. Thì đối với món bò kho cà rốt này á, thì mình hầm khoảng 30 phút. Mình càng hầm lâu thì thịt bò nó càng mềm và nó càng ngon. Rồi, bây giờ mình tiến hành á, trong khi chờ đợi thịt bò nó sôi, thì bây giờ mình tiến hành mình cắt cà rốt nha mọi người. Thì đối với quả cà rốt á, thì các bạn có thể cắt hạt liều hay là cắt ngang cắt dọc gì cũng được, tùy ý vào các bạn. Nhưng mà mình cắt khoảng chừng 1 cm. Đấy các bạn, cắt khoảng chừng 1 cm nha các bạn. Mình bỏ vào á, mình hầm chung với thịt bò nó sẽ thấm vào cái miếng cà rốt ăn rất là ngon. Mình thì mình thích cắt hình tròn. Đấy, như vậy là đã xong rồi nè các bạn ơi. Thì mình sau khi mình hầm thịt bò khoảng chừng 30 phút thì mình hầm cỡ 20 phút á, thì mình bỏ cà rốt mình hầm là vừa, tại vì cà rốt nó mau chín á. Bây giờ khoảng 20 phút cái nồi thịt bò hầm đã được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình cho hết cái số cà rốt mình vừa mới cắt vào lúc nãy nha các bạn. Bây giờ mình cho hết cái cà rốt này vào. Mình tiếp tục mình hầm lửa riu riu khoảng chừng 10 phút nữa cho cà rốt nó mềm. Là đã hoàn thành món thịt bò kho cà rốt ngon tuyệt vời phiên bản 2021. Nóng hổi vừa thổi vừa dùng. Chào tất cả các bạn. Mất khoảng 30 phút thì bây giờ cái nồi thịt bò hầm cà rốt của mình nó đã chín đều rồi. Quá ngon các bạn ơi. Bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một cái đĩa nha. Ở gia đình mình thì mình sử dụng cái đĩa hồ xoài để mình múc ra nè mọi người. Bây giờ mình tiến hành mình múc ra nha các bạn. Bây giờ mình tắt bếp nè. Rồi bây giờ mình múc ra nè. Wow, ngon quá các bạn ơi. Vừa thịt bò vừa cà rốt, quá đều luôn. Đây, thơm quá các bạn ơi. Thịt bò chín mềm, cà rốt cũng mềm luôn. Cắn một miếng thịt bò với ăn thêm một miếng cà rốt, vừa ngọt vừa giòn, phải nói là hương vị tuyệt vời còn gì bằng nữa các bạn. Cuối tuần mà được thưởng thức cái món này thì phải nói là tuyệt vời luôn. À bây giờ ôi nóng quá nóng quá. Bây giờ mình để xuống đất nè các bạn. Giờ để xuống cái bàn là xong, bắt đầu mình bây giờ mình múc nước ra nè các bạn. Mình trang trí thêm ít nước sốt lên để cho nó đẹp. Wow, ngon quá các bạn ơi. Rồi, như vậy là đã xong rồi các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình rắc vài cọng ngò đó các bạn. Đấy, mình trang trí vài cọng ngò lên đó, cho nó có màu sắc, nó có hương vị các bạn. Rồi, khoảng 4 cọng ngò thôi. Các bạn ơi, trong quá trình 30 phút đồng hồ thì mình đã hoàn thành xong món thịt bò hầm với cà rốt. Bây giờ mình mời các bạn ăn cùng với mình nha. Qua wow, tuyệt vời ngon quá các bạn ơi. Bây giờ mình thưởng thức, mình gắp một miếng cà rốt nè.
một ít nước. Mình ăn kèm với bánh mì nha các bạn, hai ổ bánh mì siêu to luôn. À, bây giờ mình chấm ăn thử nha các bạn, chấm ăn thử nó ngon hơn nha các bạn ơi. Ngon quá mọi người ơi, ăn được miếng thịt bò bên nào. Thịt bò chín mềm, hòa quyện với nước sốt. Cà rốt cũng mềm, kèm theo có vị ngọt nữa. Ngon lắm các bạn. Các bạn có thể ăn kèm với bún cũng được. À, mình chấm cái nữa nè. Ngon quá các bạn. Đầy đủ hương vị luôn. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn làm xong món thịt bò hầm với cà rốt, rất là dễ làm nữa các bạn. Như là video của mình tới đây là kết thúc. Thì các bạn nhớ cho mình một like, like thiệt mạnh nha các bạn. Subscribe kênh, ủng hộ cho video của mình thân lên nhiều hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.